Nhân dịp đón xuân vui Tết cổ truyền dân tộc, huyện Hòa Vang tổ chức buổi gặp mặt thân mật với các vị chức sắc tôn giáo có cơ sở thờ tự trên địa bàn 11 xã. Phát huy tinh thần tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, năm qua các cơ sở tôn giáo, chức sắc, tín đồ, đạo hữu trên địa bàn huyện Hòa Vang đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, đóng góp sức người, sức của cùng với chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch COVID-19, giúp đỡ hàng trăm gia đình nằm trong diện khó khăn thiệt hại do bão lũ lụt gây ra, vận động tín đồ, đạo hữu thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Tại buổi gặp mặt trên tinh thần cầu thị, lãnh đạo địa phương lắng nghe và ghi nhận những ý kiến kiến nghị của các vị chức sắc để cùng chung tay xây dựng Hòa Vang ngày càng giàu đẹp.